Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 21, từ câu 33 đến câu 43 và câu 45 đến câu 46. Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác. Có một gia chủ kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào dậu. Trong vườn, ông khoét bồn đập nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến để gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy xin hỏi, khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp, ác giả, ác báo. Ông sẽ tru di, tiêu diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giê-xu bảo họ, các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa sẽ lấy đi, không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Ai ngã xuống đất này, kẻ ấy sẽ tan xương, đá này sẽ rơi trúng ai, sẽ làm người ấy nát thịt. Nghe những dụ ngôn người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là người nói về họ. Họ tìm cách bắt người, nhưng lại sợ dân chúng vì dân chúng cho người là một ngôn sứ. Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh của người Do Thái, nghe Chúa Giê-xu kể về dụ ngôn các tá điền và vườn nho, chúng ta hiểu được Chúa Giê-xu ám chỉ điều gì. Chương 21 tin mừng Matthew khởi đầu bằng trình thuật Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem. Thế nhưng những lời Chúa Giê-xu nói bây giờ trong bối cảnh leo thang căng thẳng giữa với Chúa Giê-xu và nhà lãnh đạo Do Thái. Trước dụ ngôn này là dụ ngôn về hai người con trai, mà qua đó Chúa ám chỉ cách rõ ràng về thái độ vâng nghe lời Thiên Chúa nơi dân của Ngài. Và ám chỉ mạnh mẽ ở đây đó là thái độ của các lãnh đạo tôn giáo Do Thái. Dụ ngôn các tá điền sát nhân lại đào sâu thêm căng thẳng giữa Chúa Giê-xu và các lãnh đạo tôn giáo ấy. Có thể nói qua dụ ngôn này, Chúa Giê-xu công khai nói về sự cháo trở, độc ác và giả hình của nhóm người này. Chúa hỏi và để họ trả lời theo câu chuyện của người kể. Ông chủ sẽ làm gì? Ông sẽ tru diệt bọn chúng, cho các tá điền khác thuê. Tuy nhiên, khi hiểu ra ý nghĩa của dụ ngôn vừa kể và câu trả lời như bị mắc bẫy giăng ra hại chính mình, họ hiểu dụ ngôn ấy nói về họ. Họ tìm cách bắt người. Và chẳng bao lâu nữa, ngay tại Jerusalem này, họ đã bắt được người và hành hình theo cách tính của họ. Điều mà chúng ta suy nghĩ đó là cách Thiên Chúa hằng kiên nhẫn với dân của Ngài. Không phải bây giờ, cả đến con Thiên Chúa đang ở đây và ngay lúc này phải đối diện với sự bắt bớ, giết hại mà qua từng trang lịch sử dân riêng, các ngôn sứ được sai đến đền chịu cảnh tượng thê thảm như vậy. Đó là sự nhẫn nại đến vô hạn, một sự yêu thương vô bờ. Còn Chúa hằng dành cho dân Israel nói riêng và cho tất cả con người nói chung. Chúng ta có thể suy nghĩ theo kiểu của mình rằng
ông sẽ chu diệt chúng, sẽ cho các tá điện khác thuê. Nhưng với Thiên Chúa, quả thật Ngài không hành động như chúng ta nghĩ. Cả đến con một mà Chúa còn dám hy sinh, thì nhẫn nại và yêu thương thêm một chút nào có khó khăn gì. Và cứ như thế mà con của Chúa đã chết cho chúng ta. Tội lỗi hay hình phạt là do con người chọn lựa và chuốc lấy. Nếu chọn lựa sự tráo trở, giả dối và đầy tham vọng, con người phải gánh chịu trách nhiệm trước sự chọn lựa của mình. Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết Chúa đã chịu chết vì chúng con và cũng vì yêu chúng con vô bờ bến. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng với tình yêu hy sinh của Chúa. Amen.